Mới đây, những bức ảnh chụp lại cảnh một chiếc xe qua rước dâu bị ném đá gây chú ý. Theo đó, có cả cô dâu chú rể ngồi trong nhưng ai đó đã thẳng tay ném đá lên làm rạn kính trước chiếc xe qua được trang trí tỉ mỉ. Cuối cùng, cả đôi cô dâu chú rể ngồi trong xe, mặt buồn rười rượi vì sự cố không đáng có trong ngày kết hôn. Chiếc xe qua bị đá ném nứt dở kính trước. Cô dâu chú rể mặt buồn rười rượi ngồi bên trong xe. Nhiều bình luận nói rằng, đây là chiêu chơi xấu của vài trai làng gì bức xúc chuyện gái làng bị rước đi mất nên dở trò. Chưa rõ thực hư mọi việc ra sao song rõ ràng, việc kính trước xe rước dâu bị nứt dở là điều mà chẳng gia đình nào mong muốn phải đối mặt. Dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau dưới bài đăng, người thì chia sẻ với các nhân vật chính vì sự cố không may, người kịch liệt lên án hành vi gây rối của những